Đâu? Em ở Bình Tân. Bình Tân? Ở đây ở đâu? Dạ con ở Tân Bình à. Dạ. Xa quá. Xin lỗi. Bà Lan này bà nó nghĩ lộn xíu. Dạ. Coi như Bình Tân, Tân Bình là hợp lý lắm á nha. Trời mặt bậm trợ ghê vậy. Sợ ghê chứ. Thấy là sợ luôn rồi đó. Đứng làm bảo vệ tôi vô tôi cũng xỉu luôn á. Dữ quá trời dữ luôn, mặt gì đâu mà dữ. Trời ơi. Trời tới tôi nó làm ở ngoài đường luôn. Mà coi nè mọi người, đeo khẩu trang. Thấy thương quá à. Em quay qua cho mọi người xem đây đó. Đeo khẩu trang nè, nguyên khẩu trang ở trên mặt. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Xin mời nhà gái. Mời em trai giới thiệu về mình đi. Dạ chào MC Quyền Linh nè. Chào chị Ngọc Lan nè. Chào em. Chào quý vị khán giả đang và chào bạn nữ bên kia. Em xin tự giới thiệu, em tên là Hoàng Đào Anh Khoa. Năm nay 27 tuổi, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh nè. Hoàng Đào Anh Khoa. Dạ. Khoa làm công việc gì? Dạ con làm nhân viên bảo vệ cho trường quốc tế. Ở quận mấy? Dạ quận 11 à. Quận 11. Mình ở thành phố Hồ Chí Minh với ai? Dạ con ở với ba mẹ và em. Ba mẹ với em nữa. Em trai hay em gái? Dạ em trai. Mời nhà gái. Nhà gái giới thiệu về mình nè. Dạ. Em chào chị Ngọc Lan và anh Quyền Linh. Em tên là Hoàng Thị Kim Thảo. Em 27 tuổi và hiện tại em đang ở quận Bình Tân, Sài Gòn. Em làm công việc gì Thảo? Dạ hiện tại là em đang làm livestream trên TikTok đó chị. À vậy hả? Quê mình là ở đâu hay là em mình... ở Lâm Đồng chị. À quê ở Lâm Đồng. Dạ. Bạn Thảo 27 tuổi là rồi. Một TikToker. Rồi Khoa. Dạ. Khoa có ưu điểm khuyết điểm gì nói cho Thảo nghe đi. Dạ ưu điểm của con là biết quan tâm mà. Biết làm việc nhà, biết nấu ăn nhưng mà cũng tạm được. Dạ. Có nấu ăn cho gia đình ăn không? Con nấu cũng dở lắm chưa, không có được ngon. Biết nấu ăn mà cũng dở hả? Dạ. Có giặt đồ, quần áo trong nhà không? Dạ có, con mọi thứ đều tự làm. Tự làm hết đúng không? Dạ. Có khuyết điểm gì không Khoa? Dạ khuyết điểm con là hơi nóng tính. Nóng quá mình có quýnh ta không? Dạ không à, nóng quá thì con đi ra chỗ khác. Con ngồi một mình xong rồi lúc đó con lại chạy lại. Làm bảo vệ mà nóng quá là không được nha. Mình nóng cỡ nào nhưng mình cũng phải nói chuyện từ từ. À dạ. Chú nóng à, chú hay quạo lắm á. Vậy là ổn á, mời rồi. Nhà gái. Dạ, ưu điểm của em thì em biết nấu ăn. Em làm công việc tới nơi tới chốn vậy lắm. Rồi em vui vẻ hòa đồng với mọi người. Còn khuyết điểm của em thì em có một chút hơi nóng tính á. Kiểu như quyết đoán mà người khác mà cản á là em làm cho bằng được luôn. Nóng tính dữ vậy đó hả? Dạ, kiểu giống là tự lập riêng á anh. Nóng đó tính là quá, cá tính chứ chưa nóng đó. Chị chưa thấy chỗ nào nóng luôn á. Bên đây cũng nói nóng tính mà thật ra cũng không thấy chỗ nào nóng luôn á. Không thấy nóng này chỗ nào. Khô à, nhìn mặt thì khô. Đây nè hai MC này mới nóng tính nè. Tôi nóng à. Chút xíu gặp nhau cô có nóng dữ không? Đường tình duyên thế nào được Khoa? Dạ con có một mối tình được một năm. Năm? Dạ. Yêu dữ dội không? Cũng chưa đến nỗi. Chưa đến nỗi á? Dạ. Yêu chưa đến nỗi là yêu sao? Là cũng đang trong thời gian tìm hiểu. Tìm hiểu thôi rồi sao chia tay? Khoảng cách địa lý với lại trong thời gian tìm hiểu là bước đầu quan điểm. Khoảng cách địa lý sao không? Ở đâu với đâu? Dạ Huế. Rồi sao đi ra Huế yêu hay sao? Dạ ba mẹ bạn đó là muốn bạn đó là ra ngoài lập nghiệp. À rồi dạ. Bạn về đó luôn. Dạ. Không có yên tâm khi để con gái mình ở Sài Gòn. Rồi. Dạ. Đó. Bên đây là dạ, yêu xa không có được, bất đồng quan điểm luôn. Dạ. Một mối tình duy nhất. Bây giờ là cũng đang không có gần nhau nữa đó. Đây đâu? Em ở Bình Tân. Bình Tân? Ở đây ở đâu? Dạ con ở Tân Bình à. Dạ. Xa quá. Xin lỗi. Bà Lan này bà nó nghĩ lộn xíu. Dạ. Coi như Bình Tân, Tân Bình là hợp lý lắm á nha. Đường tình duyên sao nè? Em có hai mối tình nhưng mà mối tình đầu tiên á thì quen được 4 năm nhưng mà kiểu như là bạn bè thôi. Xong rồi quen anh nó tán em á thì quen được khoảng gần 1 năm thì không hợp nữa thì chia tay. Còn mối tình thứ hai thì quen xa nên cũng không hợp nên. Xa là xa cỡ nào? Dạ quen chỉ qua nói chuyện qua điện thoại thôi. Ủa vậy đó hả? Dạ đúng tình rồi. Tình yêu qua điện thoại thôi đó hả? Dạ đúng rồi. Qua điện thoại sao yêu được? Giống như là mình nói chuyện cái mình đồng cảm á. Mình cảm giác là những cái người ở ngoài không có hợp với mình mà cái người đó lại hiểu mình. Nhưng mà chưa kịp gặp nhau mà đã dạ, xa gặp, nhau rồi. Gặp được 2-3 ngày thì không hợp. Rồi. Qua nhà trai tôi nóng lắm. Cũng hiểu. Bảo vệ mặt quặm trợn lắm. Em vậy chị. Trời mặt bậm trợ ghê vậy. Sợ ghê chứ. Thấy là sợ luôn rồi đó. Đứng làm bảo vệ tôi vô tôi cũng xỉu luôn á. Dữ quá trời dữ luôn. Mặt gì đâu mà dữ. Trời ơi. Trời tới tôi nó làm ở ngoài đường luôn. Mà coi nè mọi người, đeo khẩu trang. Thấy thương quá à. Em quay qua cho mọi người xem đây đó. Đeo khẩu trang nè, nguyên khẩu trang ở trên mặt. Mặt nó trắng tươi.
coi như là giống như cục bột kia đó, xong cái ngồi bảo vệ nắng quá thành cái vệt luôn, phải chi mặt tôi đen, không có nắng ăn được thì không có giấu. Em không thích đàn ông gì nè? Em không thích đàn ông hút thuốc. Ừ. Không thích đàn ông vũ phu. Vũ phu. Khó tính á. Em không như được như thế này, em không như được như thế kia là em... Rồi, là gia trưởng đó. Dạ đúng rồi, gia trưởng á. Còn không thích gì nữa? Còn lại thì em bình thường. Bình thường đúng không? Dạ đúng rồi. Kìa trong vũ phu lắm mà. Không nóng tính mà. Bên đây người ta chuyên đi bảo vệ người khác mà làm sao mà vũ phu nóng tính gì được. Cái chú bên kia chú như là cục bột vậy đó. Chú hiền khô à. Mà nói nóng tính là làm thứ ghê lắm không? Mình muốn tìm một mẫu hình lý tưởng thế nào con gái? Dạ, biết quan tâm chăm sóc, hợp và hiểu tính nhau nữa. Thì tìm hiểu sẽ hiểu. Dạ. Mà hiểu xong sẽ hợp. Hai đứa đang ở xa nhau, Bình Tân, Tân Bình á. Dạ, nếu mà hợp thì cưới luôn cũng được. Cưới luôn cũng được. Hợp cưới luôn ha. Trời ơi. Tuổi trẻ bây giờ nó mạnh dạn quá. Thấy bên kia mạnh dạn không? Dạ mạnh dạn. Cưới luôn đó. Dạ. Chịu không? Dạ chịu ạ. Rồi giờ cái hình mẫu lý tưởng của mình là sao nè? Em muốn một mẫu người là người phụ nữ của gia đình, ở sạch, không nói nhiều. Mình có ở sạch không mà mình đòi người ta ở sạch? Có, em sạch sẽ. Sạch cỡ nào? Dạ, một ngày là giặt đồ một lần, không có để qua ngày. Rồi ngày tắm mấy lần? Dạ, tắm 3 lần. Rồi đó, sạch. Hợp lý. Sạch quá. Sạch dữ lắm. Sạch dữ. Tắm gì dữ vậy trời? Một ngày mình tắm 3 lần hả? Dạ. Mình có muốn vợ mình ngày tắm 4 lần không? Dạ không ạ. Vậy chứ vợ mình ngày tắm 1 lần được không? Dạ miễn sao là tắm 2 lần là được. Phải tắm 2 lần nha. Phải tắm 2 lần. Có khi người tắm luôn. Hả? Không tắm luôn hả? Dạ tại vì công việc của em đôi khi em ngồi xuyên suốt á. Có khi là em lười á. Khi em quên. Thật ra là mệt á. Nhưng mà giờ có ổng Long bắt tắm ngày 2 lần á. Được không? Để coi lại. Không lẽ giờ mình chia tay nhau vụ tắm không đủ 2 lần nữa. Thậm chí không cần tắm. Khi ra Đà Lạt 3 ngày không tắm rồi sao? Bây giờ nè. Trời. Đi Đà Lạt 3 ngày không tắm hả? Đúng rồi. 3 ngày tôi không tắm luôn. Bây giờ mình hỏi kiến người thân rồi sao nha. Đi với ai vậy? Dạ hôm nay em đi với ba mẹ, em trai và bạn thân. Dạ. Đi cả nhà một luôn. Một gia đình ha. Luôn. Ờ cả nhà con. Dạ con chào cô chú. Nè. Bé đứng lên nó chào gia đình nè. Xin chào anh Quỳnh. Xin chào MC Ngọc Lan. Dạ. Chào gia đình Minh và gái. Chú chào con. Dạ. Chú là ba của con Khoa. Theo chú dừng xét thì con cũng thì thấy cũng phúc hậu, dễ thương. Hai đứa thì cho nhau cơ hội tìm hiểu. Nếu mà được thì sẽ đi tới hôn nhân luôn. Hay quá. Dạ. Mẹ chồng tương lai nè. Thấy con dâu tương lai thì sao? Thấy dâu hiền, đẹp. Đẹp tôi ưng ý rồi đó. Ưng ý rồi đó. Mình đi với ai? Dạ em đi với chị gái với lại anh. Chị gái hả? Dạ. Dạ rồi, xin chào chị gái ạ. Chị ruột hả? Dạ chị ruột em. Em chào anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan, chào gia đình bác trai, chào em trai với chào tất cả mọi người trong trường quay. Chị thấy bạn này cũng hiền, cũng đẹp trai, dễ thương, hơi kỹ tính chút thôi. Nếu được thì hai đứa cho nhau cơ hội làm quen, tìm hiểu cũng được. Thật ra nói chơi với quỷ đầu kỹ. Nói vậy thôi, làm nó cũng vui. Chúc bàn vụ tắm nha. Đúng, hồi sập mà nói cho ra lẽ cái vụ tắm nghe chưa? Để mai mốt rồi về ở chung rồi cái một lần, hai lần, ba lần gì đó. Đúng rồi không hợp nhau nữa rồi đủ thượng mai bà mối. Em cũng phải quyết liệt nha, em tắm một lần là dứt khoát một lần nha. Còn chịu không chịu thôi. Còn nếu em chịu thấy đẹp trai quá em tắm hai lần. Rồi mở rao. Tới. Nói lớn lên. Cảm ơn em. Em cảm ơn em. Đứng đó. Ủa sao hai này tặng quà mà chớp nhoáng quá vậy ta? Ừ. Đó đứng đó rồi mình giải thích cái món quà mình là gì, mình tặng gì. Cái này là cuốn sách đó anh. Cuốn sách này hay lắm, em tặng cho anh để anh tự tin bước tiếp trên những con đường phía sau này. À, cảm ơn em. Dạ. Còn món quà của anh là 19 bông là tượng trưng cho cái sự kiên nhẫn, chờ đợi em bấm nút. Dạ, em cảm ơn em. Rồi, mời hai bạn về chỗ. Em cảm thấy anh như thế nào? Dạ em cũng mới gặp nên chưa có cảm nhận về nhiều quá. Thấy anh có bậm trợn không? Anh nó dữ không? Cũng được trai. Cô về em hiền khô. Anh thấy em sao? Anh thấy em dễ thương, giống như mong muốn của anh. Anh có biết chụp hình không? Cái công việc của em á là cái người đó phải biết chụp hình. Anh có biết một chút thông tin về chụp hình. Dạ. Tại vì em cũng like trên TikTok, anh có chơi TikTok không? Anh có chơi. Dạ, anh nhớ follow kênh TikTok của em nha. Lát về anh follow. Ủa alo. Em nghĩ ra ý tưởng quay TikTok liền cái coi. Bây giờ làm cái trend gì đó. Đúng đi rồi. Chú Linh quay cho nè. Nè TikTok nè. Chí nha. À, đứng nhảy thôi.
Nói vậy thôi nào. Hai đứa nhảy xong rồi tạo trái tim thôi. Đứng xích lên. Dạ. Đó, nhiều đó thôi nha. Nào, chuẩn bị nha. Mà nay nó làm nha. Nào. Thấy vui lên nào. Ủa, thấy vui lên nào là phải vậy chứ hả? Không có trái tim, mà đúng rồi. Phải có trái tim. Hai đứa nha. Đưa qua vậy nè, hai đứa, hai đứa. Cái kết của hai đứa là vậy nè. Hai đứa đưa về nha. Dạ. Nào, hai, ba. Rồi xong. Lúc đó không lìa máy qua chút xíu có hậu cảnh nữa nè. À quên ha. Anh không thích người con gái như thế nào? Anh thì không thích người con gái ở giờ. Đó. Cái đó em có. Theo anh như thế nào là ở dơ? Theo em anh hỏi như thế đi nào là ở dơ? Một ngày thì nói chung là mình cũng phải tắm ít nhất một lần. Còn nếu như mình làm trong môi trường mà văn phòng mới lạnh thì mình không cần phải tắm nhiều, tắm một lần là được rồi. Môi trường của anh thì tiếp xúc với học sinh, phụ huynh, cho nên là phải ra mồ hôi. Cái người nó khó chịu cho nên anh về là anh phải tắm rửa giặt đồ. Không muốn bạn gái ngày tắm mấy lần nó luôn đi. Anh thấy thì một ngày tắm một lần là được rồi. Nãy mới nói hai lần về xuống rồi. Vậy chứ vợ mình ngày tắm một lần được không? Dạ, miễn sao là tắm hai lần là được. Thấy là đẹp quá. Đẹp quá. Trời ơi. Giữ quan điểm của mình chứ Khoa. Dạ. Nó lại nào. Theo anh thì một ngày tắm hai lần là được. Buổi sáng với lại trong sau khi mình công việc xong xuôi thì tối về là mình tắm. Rồi giờ nhà gái thấy sao? Được không? Giờ em thấy anh cũng vui tính, cũng được. Không, cái vụ mà ngày tắm hai lần á. Dạ, hai lần thì cái đó để sau này về bàn lại nhau. Sợ lúc đó sợ tốn tiền nước không tắm thôi chứ. Dạ. Bình Tân với Tân Bình cách mấy chục cây? Từ nhà con mà xuống dưới Bình Tân là khoảng 15 phút à. Bây giờ mình bàn chuyện hôn nhân gì đi, ba mẹ nó được làm luôn kìa. Em quan niệm thế nào về hôn nhân gia đình? Em ngại kiểu như là đi tìm hiểu lắm, tìm hiểu được á, tới giờ hôn nhân luôn. Em sợ cái khoảng thời gian mà bắt đầu lại lắm. Lúc trước em quen ở ngoài em nhát lắm, em không có quen ai á. Em sợ cái thời gian kết thúc với lại bắt đầu á. Có cơ hội cho nhau cơ hội thì mong cả hai bên tiến tới hôn nhân. Ba nói cho bạn biết đi, mình lấy vợ về có phải làm dâu gì không? Nếu mà sau này tụi mình tiến tới hôn nhân thì em không cần phải ngại vấn đề làm dâu. Vì anh đã có nhà riêng. Vì anh đã có nhà riêng. Thôi rồi đã. Ngon lành luôn. Là nhà là anh tự mua hay là của ba mẹ cho anh? Sau khi bà nội anh qua đời thì bà nội anh có để lại cho anh căn nhà. Tương lai là ổn định rồi đó. Hai bạn là không phải lo rồi đó. Giờ chỉ lo là cố gắng làm việc, vun đắp cho cái căn nhà đó nó càng ngày nó càng đẹp hơn, càng to hơn, càng hạnh phúc hơn. Dạ. Bây giờ nè, Hoa bước lại nắm tay bạn gái cho. Tôi nhìn mặt nó thấy thương quá. Giống cháu tôi quá, tôi thấy thương quá. Nắm tay bạn gái đứng lên. Anh nắm tay em. Nắm tay chứ không phải bắt tay. Rồi, hai đứa nhìn thẳng mắt nhau. Hoa thấy bạn gái thế nào? Anh thấy em hiền, dễ thương, gương mặt phúc hậu. Từ khi mà anh đăng ký hẹn hò đến bây giờ, anh mong muốn được một người con gái như mình mong muốn. Hôm nay đến chương trình, anh đã tìm được. Đó là em. Anh đã tìm được. Đó là em. Trời ơi. À, cảm ơn ông Mai và bố đã tạo điều kiện cho chúng em được gặp nhau. Nếu sau này mình tiến tới hôn nhân, anh sẽ hứa là sẽ bao bọc và che chở cho em quãng đời còn lại. Trời ơi. Hay dữ trời. Em cảm nhận thế nào về Khoa? Em cảm thấy hơi sợ. Hơi sợ. Sao sợ? Rung quá. Rung hả? Dạ. Hiền khô mà sợ. Rung là vì mình hồi hộp hay là mình sợ sao? Kiểu lâu ngày rồi không có ai nói những lời như vậy với em á. Khoa chân tình á. Dạ. Khoa nói thật lòng á. Bây giờ mình giỡn chơi thôi chứ thật ra Khoa rất là hiền lành. Mình về vị trí đi. Những cái gì Khoa nói, Khoa đã nói hết rồi. Bây giờ quan trọng là quyết định của nhà gái thôi. Đây mình nút bấm. Bấm nút vì mình, không bấm nút vì ai cả. Nếu như mình thấy cảm giác không đúng với nửa yêu thương của mình, chúng ta không cần bấm. Bấm phải xuất phát từ trái tim của mình. Hai bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan. 1, 2, 3. 3,
hết thời gian. Chúc mừng. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Anh nắm tay em nhé. Dạ. Nói gì với ba mẹ đi Khoa? Ba mẹ, hôm nay con có bạn gái từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Con cảm ơn ba mẹ với lại mọi người đã tới dự chương trình của con. Và cảm ơn chị bên nhà bạn gái. Bạn gái rất là xúc động kìa. Tại vì đợt trước là ba em bệnh á, thì cũng có nói là lấy chồng. Nhưng mà bây giờ nhìn chú tự nhiên em lại nhớ đến ba của em. Ba em vừa mới nắm giỗ đầu cách đây mấy ngày. Thôi chia sẻ với em, hy vọng rằng em với Khoa sẽ thành đôi. Cha của Khoa cũng là người phúc hậu hiền lành, mẹ cũng vậy luôn. Thôi em đừng khóc nữa nha, mạnh mẽ. Hôn cái luôn, hôn cái luôn. Dạ yeah. Chúc hai em hạnh phúc nha. Dạ yeah. Rồi. Tôi mời nhà gái. Mời cô gái ngồi. Mời em trai. Ngồi đi em trai. Xin chào anh Quyền Linh. Xin chào chị Ngọc Lan. Xin chào bạn nữ đặc biệt đang ngồi bên kia. Và thật sự là xin chào tất cả quý vị khán giả. Em là Hoàng Văn Cảnh. Năm nay 32 tuổi, hiện tại là đang làm việc và sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Làm gì Cảnh? Dạ, em làm bên ngành khách sạn nhà hàng. Khách sạn nhưng em làm gì? Là em giám sát bên bộ phận buôn phòng. À, giám sát quản lý này kìa ha. Dạ vâng. Rồi cũng làm sếp luôn chứ bộ. Hoàng Văn Cảnh, 32 tuổi, quản lý khách sạn, sống ở quận 1, quê ở Nghệ An. Dạ, lời đầu tiên là con chào chú Quyền Linh, chị Ngọc Lan, chào bạn trai và cùng toàn bộ khán giả đang xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Mình tên là Trần Thị Ngọc Diệp, năm nay mình 26 tuổi, hiện đang là giáo viên làm tổng phụ trách đội và giảng dạy bộ môn hóa của trường cấp 2. Dạ. Rồi bây giờ mình nói cho nhà gái biết ưu điểm khuyết điểm của mình đi nè. Dạ, trước tiên em nói khuyết điểm trước. Là em dễ cảm xúc và không biết uống rượu. Không uống rượu là tốt rồi đó. Không, em nghĩ là hồi xưa thì tốt nhưng mà giờ em nghĩ không có tốt lắm. Sao vậy? Tại vì nhiều khi mình phải giao tiếp, giao lưu thì biết một chút xíu thì sẽ thì tốt chút hơn. Xíu thôi, không sao đâu, người ta cũng hiểu mà, không vấn đề gì nữa. Còn điểm yếu là gì? À, điểm yếu em vừa nói rồi đấy. À, điểm yếu gì đó hả? Vâng. Không uống rượu là điểm mạnh đó chứ. Không phải điểm yếu đâu nha. Điểm gì mà mạnh nhất nè? Điểm mạnh nhất là của em. Em nghĩ là em làm việc quyết đoán. Quyết đoán. Vâng. Và khi làm việc thì em rất là nghiêm túc trong công việc. Rồi. Vâng. Hiện nay em sống Bình Thạnh với ai? Dạ, ở một mình. Một mình ở nhà trọ đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi bao lâu thì mới về Nghệ An một lần? À thì chắc khoảng một năm. Một năm về một lần. Dạ, vâng. Sống ở trong đây có một mình thôi. Dạ vâng. Thì có em gái và em rể của em thì đang ở Đồng Nai thì thỉnh thoảng em có về. À. Dưới. Vâng. Mời nhà gái. Rồi nhà gái nói về ưu điểm khuyết điểm của mình đi con. À, dạ điểm mạnh của em là đó là biết lắng nghe, vui vẻ, hòa đồng. Còn về điểm yếu của em thì em có một xíu hơi là khó tính, tại vì em hơi cầu toàn một xíu á chị. Ừ. Dạ. Với lại thì em nhiều khi cũng có về sống theo nội tâm nên là thiên về cảm xúc á, nhiều khi cứ mình cứ sống theo cảm xúc của mọi người rồi không có thương cho bản thân của mình nên là cũng nhiều khi hơi thiệt thòi. Khóc nhẹ. Dạ. Hơi thiệt thòi này chị hiểu mà. Dạ. Nhà giáo nữa cho nên là có những cái nguyên tắc nên thành ra dạ, là em rồi. Hơi khó đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà không sao, những người như vậy thì sau này có con á dạy con hay lắm. Dạ. Rồi, nhà gái bên đây cũng đơn giản lắm, nhà giáo cho nên sẽ có những cái nguyên tắc của ngành giáo dục cho nên là đâm ra là có những lúc nó sẽ hơi khó một chút xíu. Không sao, bên đây ta làm giám sát ta còn có nguyên tắc khó hơn nữa đó. Cũng không sao đâu. Bây giờ em trai, vâng. Em muốn tìm một nửa không? Bây giờ mình nói đường tình duyên trước đi. Dạ vâng. Tình duyên em sao nè? Thì tại lúc này thì em trải qua ba mối tình. Ba mối đó hả? Vâng. Mối dài nhất là bao lâu? 5 năm. Mối
ít nhất là bao nhiêu năm? Một năm. Vậy là mối kia là mấy năm? Mối kia 2 năm. Vậy là 8 năm yêu đương rồi đó. Vâng. Kinh nghiệm nhiều lắm đúng không? Em mình này. Nhưng mà tại sao cái mối 5 năm đó mình yêu lâu vậy, mình chia tay vậy? Thì cái khoảng thời gian đó là thực tế là em làm việc ở bên Macau. Là từ 2013 tới 2020. À. Vâng. Thì cái lý do em về Việt Nam là cũng một phần là vì chuyện tình cảm. À. Vâng. Thì yêu nhau cũng lâu và cũng tình cảm lắm, bạn nữ kia cũng bảo em cũng là rất tuyệt vời. Ừ. Nhưng mà vì khoảng thời gian đó thì chắc có lẽ là vì sự nghiệp của em cũng chưa ổn định. Chưa ổn định. À, thì cũng là một phần. Rồi bạn đó giờ còn Macau hả? Dạ, bạn đó đang ở Macau và hiện tại thì cũng đã có một người mới rồi. À, có người mới rồi, thôi bỏ qua luôn ha. Dạ. Vậy là cũng có 8 năm yêu đương rồi. Vâng. Bây giờ mình sẽ có kinh nghiệm để đến với mối tình này cho nó chắc chắn luôn nha. Vâng. Em ở Macau bao nhiêu năm? Em ở 7 năm. 7 năm ở Macau. Wow. Như vậy là có nhiều cái kỹ năng sống, nhiều kinh nghiệm, 4 sống lắm đây. Dạ. Mời nhà gái. Rồi, nhà gái mình bao nhiêu mối tình rồi? Chia sẻ cho chị Lan biết coi. Dạ, em tính từ lúc đi học đại học đến bây giờ là trải qua được 4 mối tình rồi chị. Vậy mà nãy bên kia ta nói ta 3 mối tình mà bảo làm gì đâu. tại vì em thấy bạn chia sẻ là mối tình của bạn kéo dài 5 năm rồi thêm 3 năm nữa là tổng cộng là tới 8 năm. Còn như em là do một phần do lúc mà học đại học ấy là em có quen một anh là ở anh làm bên quân đội. Dạ, rồi em và anh cũng có trao đổi thường xuyên với nhau rồi cũng có quen nhưng mà chỉ kéo dài khoảng 1.5 năm hơn thôi ạ. Dạ. Xong rồi anh vào chuẩn bị đi học quân y trên thành phố á. Dạ, nên hai tụi em kiểu như cũng hơi xa cách lúc đó. Em còn học đại học nên còn hơi nhát. Dạ. Nên là chưa có chủ động gì đi tiến xa với anh được. Dạ. Anh thì muốn tiến xa hơn. Dạ. Mối tình ô mai rồi ha. Dạ, đúng rồi ạ. Dạ. Nên là nó đã gãy gánh từ đó. Rồi những cái câu chuyện tình sau này nó cũng không có gì sâu sắc hết đúng không? Có dạ. Gì sâu sắc không? Sâu sắc thì cũng không có, tại vì thường chỉ là bạn bè quen trong nhóm rồi cảm mến nhau thôi. Ừ. Dạ, chứ cũng không sâu sắc như là mối tình đầu năm đại học của em thôi. Dạ. Rồi bây giờ thí dụ mà mình có một người bạn trai khác nè, một người bạn trai mới nè, một cái mối tình kế tiếp của mình nè, thì mình mong muốn người đàn ông đó sẽ như thế nào? Dạ, em muốn bạn trai em và phải cao 1m7 trở lên ha. Cao 1m7 trở lên xíu. Chào nhà trai. Xém 1m7 rồi. Chào chị Ngọc Lan. Được 1m7 không? Em rớt rồi. Hả? Em rớt rồi. Xém thôi. Xém hả? Không xém được. Không sao, mang dài vô. Dạ. 7m8 ăn thua gì? Bạn phải, em thì không cần quá là đẹp trai, ưa nhìn là được. Dễ thương lắm. Dạ. Chị qua chị nhìn cái là chị thấy chị ưa liền. Ơi, dạ. Ta đi nước ngoài 7 năm, ta không lấy vợ nước ngoài, ta về Việt Nam ta lấy là hay lắm rồi đó. Nhảy gì nữa? Dạ. À, với lại là tính cách thì phải có một xíu tâm lý, tại vì nhiều khi em thì sống tình cảm nội tâm quá, dạ. Nên là nhiều khi cũng khó có chia sẻ như là mong hiểu. Là bạn có thể có một chút gì đó tâm lý để em dễ mở lòng hơn. Chị nghĩ bạn này có 7 năm kinh nghiệm sống ở nước ngoài, sống với rất là nhiều người. Sống rất nhiều người. Không, ý là sống với nhiều. Không, tức là cái môi trường mình được tiếp xúc với là nhiều người trong xã hội. Tiếp nhiều xúc người. Nhiều người chứ không phải sống với nhiều người. Nhiều người ở nhiều nước khác, nhiều khi ở đó. Người ta chưa sống với ai hết. Mình ở chung với lại bạn rồi sao, mà tập thể sao. Tôi mình nói nhạy cảm, nó khó hiểu. Thì tôi nói hơi khó hiểu chút thôi, nhưng mà tôi nghĩ ông hiểu mà. Không có người hiểu người không. Nhưng mà ông hiểu tôi là được rồi. Không phải để nhiều người hiểu. Thì tôi biết là nhiều người hiểu mà hiểu. Nhiều... Hiểu là. Hiểu là sao? Nhiều người hiểu xong rồi hiểu. Ai hiểu ai? Được chưa? Bên này rất là tâm lý luôn. Bởi người ta dù sao cũng có kinh nghiệm 8 năm yêu đương rồi. Nha. Rồi, bây giờ bên nhà gái đưa ra phần trăm đó mình được bao nhiêu phần trăm em trai? À, chiều cao thì chắc không được. Xém không. Xém thôi. Vô được. Đã thiếu tự tin như vậy, chiều cao cũng không quan trọng lắm. Phần khác thì em nghĩ là tự tin đúng không? Được. Ừ, được. Bây giờ mình thích người phụ nữ thế nào? Thứ nhất, với em là đạo đức. Đạo đức. Chỉ cần một cô gái lương thiện, trung thủy như vậy là em đủ. Vậy thôi đúng không? Đúng rồi. Chỉ cần quá đơn giản, phụ nữ ai không trung thủy? Đúng. Tại người đàn ông làm cho tao không trung thủy thôi. Đúng ta không? Nhà giáo nữa thì người ta đạo đức là phải để hàng đầu. Ai cũng trung thủy, vấn đề do người đối phương gọi là vô tình làm người ta không trung thủy thôi. Cố tình hay vô tình không biết, nhưng tại người đối phương thôi.
Thôi được rồi, tôi thấy vậy cũng ổn. Bây giờ mình cho gặp người thân của nhà đi. Gái được đúng. Không? Đúng, nhà gái đi với ai cưng? Dạ hôm nay em đi với chị và em của em. Dạ chào chị. Chị ruột ha? Dạ chị ruột ạ. Thấy thấy chị dễ thương không? Dạ, xin chào chị. Thấy chị nổi ghê không? Dạ xin chào MC Quyền Linh, MC Ngọc Lan. Dạ. Chào anh chị Vinh Bển và chào tất cả khán giả ở trường quay. Em tên là Trần Thị Kiều Diễm, là chị của Ngọc Diệp. Dạ, hôm nay thì cũng rất là vui được cái tham gia cái chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, đi theo cổ vũ tinh thần chị em gái. À, giờ chị thấy em rể tương lai này thấy được không? Chàng trai này thấy được không? Dạ, thì tính của Ngọc Diệp á, như là Ngọc Diệp đã nói về những cái tiêu chuẩn á, thì em thấy là cảm nhận là ở bên đây cái bạn nam này thì về cái cảm nhận đầu tiên của em thấy là bạn rất là vui vẻ, cái kỹ năng sống rất là tốt. Rồi về những cái yêu cầu của em gái em thì em thấy là bạn cũng có khả năng là đáp ứng được rất là tốt bạn. Thì có yêu cầu gì thêm không? Dạ cái đó thì em gái em hài lòng là được. Dạ. Ơi, dạ. Bà chị tuyệt vời. Cảm ơn chị. Nhà trai mình đi với ai cưng? Dạ em đi với em gái và em rể của em. Thôi em gái em rể đó. Em gái thấy sao nè? Thấy chị dâu tương lai ngồi bển được không? Về Bến Tre ở được không? Trước tiên thì em xin chào MC Quỳnh Linh với MC Ngọc Lan ạ. Và gia đình bạn gái và toàn thể khán giả. Thì hôm nay cũng được rất vui là đi với anh trai. Thì với anh trai thì hôm nay thì chị bên này thì em thấy là rất là hợp gu với anh trai á. Tại vì anh ưa rất là thích một người nhẹ nhàng. Thì em thấy chị là rất là dễ thương, nhẹ nhàng. Và tính cách thì nếu mà hai người mà hợp lại với nhau thì rất là bù trừ với nhau, rất là hợp lý. Tại sao anh của em thì hơi tình cảm. Nhưng mà đặc biệt nếu mà chị quen anh thì anh rất là tuyệt vời. Tại vì anh rất là người rất là tâm lý. Anh rất là biết chiều bạn gái, rất là ga lăng. Tại vì anh là một người rất là thương gia đình. Với bố mẹ, ông bà, với em gái cũng vậy. Thì em nghĩ một người thương gia đình chắc chắn là thương bạn gái và thương vợ của mình. Nên em vẫn hy vọng là nếu được thì hai anh chị cho nhau một cơ hội đi tiếp. Cảm ơn. Cảm ơn em. Cảm ơn nhà trai, cảm ơn nhà gái luôn. Nhà trai, nhà gái hôm nay tuyệt vời quá. Bây giờ sao? Bây giờ mở rào thôi. 2, 3 mở rào. Tấn công. Chào em. Dạ, cho anh ạ. Wow, wow. Sức quen. Giống nhau thế. Dạ, hôm nay thì em có món quà gửi đến anh ha. Dạ, trong đây là em tặng anh cuốn sách. Là cuốn sách có tựa đề là Mọi nỗ lực và chờ đợi của bạn đều có ý nghĩa. Dạ. Ồ, thật là trùng hợp, anh cũng có cuốn sách cho em. Wow. Cuốn sách của anh là Tìm bình yên trong gia đình. Thì với anh là gia đình và người thân thì lúc nào cũng trên hết. Hy vọng là khi em nhận cuốn sách này em sẽ đọc và sẽ cảm nhận nó. Và sau này nếu mà có cơ hội chúng mình đi cùng nhau thì em sẽ là một người ở tốt. Chào anh gửi ha. Dạ em cảm ơn ạ. Dạ rồi. Anh cảm ơn rất nhiều. Dạ em cảm ơn ạ. Rồi hai bạn ngồi đối diện với nhau nói chuyện đi nào. Để cái gói quà lên đây bạn. Đây chị cầm cho. Dạ em cảm ơn. Nói về cảm xúc đầu tiên của anh khi nhìn thấy em đi. Em là một cô gái rất là xinh. Dạ em cảm ơn. Nhẹ nhàng. Mà cảm giác anh cảm giác rất là gần gũi và thân thiện. Thì chắc cũng đó là một cô gái rất là tuyệt vời. Dạ. Còn về anh thì em thấy thế nào? Dạ cũng như là theo anh đã chia sẻ thì anh có cuộc sống và làm việc ở nước ngoài. Dạ, thì em cảm nhận anh là một người khá là vui vẻ nè. Dạ, dạ sẽ có một cái tình cảm dạ dành cho bạn gái hoặc là người yêu thương của mình, và là người biết chăm sóc cho gia đình, dạ thương yêu, như là
chị đã chia sẻ anh là một người sống khá là tình cảm. Thì em cũng lựa chọn và đặt muốn bạn trai của mình cũng là một người mẫu người như anh. Cảm ơn. Dạ. Thì hôm nay đợi đây chương trình thì em cũng rất là vui. Gặp em là vui rồi, có duyên rồi. Dạ. Khi được thi tập chương trình này thì anh không nghĩ là anh sẽ tham gia đâu. Vì anh cũng rất là bận. Nhưng mà được sự giúp đỡ của ban biên tập chương trình thì hôm nay anh có mặt ở đây thì gặp em. Đó là cái điều vui nhất thật. Cảm ơn. À, cũng đó là cũng là duyên ha, là mình tham gia chương trình và những món quà mà chúng ta chọn đều là sách nha. Nên là thấy sự đồng điệu giữa tâm hồn của em và anh nha. Thì mong là chúng ta sẽ có một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc nếu mà sau chương trình này nha. Sau chương trình này dù có là gì hay là không là gì thì hy vọng em sẽ mời anh về Bến Tre. À dạ, có gì là sẽ mời anh về Bến Tre ạ. Và cái việc là bây giờ yêu xa đó, hai bạn tính hẹn hò sao? Bản thân em thì em nói với bạn gái á, bản thân anh thì cũng đi đây đi đó rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể đi được. Vì anh cũng không có vướng bận gì, cũng có thể về Bến Tre hay là bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. À, với công việc của anh thì một tuần thì mình có thể xuống gặp em được bao nhiêu lần? À, cái này thì anh sẽ có cái ngày nghỉ hoặc là kỳ nghỉ gì đó thì anh có thể đi được. Vì hàng tuần thì anh cũng có một tuần anh được làm được nghỉ 2 ngày. Yeah. Ừ, nếu mà có cơ hội thì xin thêm vài ba ngày nữa thì anh cũng nghĩ là sẽ dễ dàng thôi. Yeah. Ừ, do phương tiện cũng rất là thuận lợi rồi. Yeah. À, em nói là anh sống ở Nghệ An nhưng mà chủ là lập nghiệp ở thành phố luôn hả anh? À đúng rồi, thì anh định hướng là anh sẽ ở miền Nam lập nghiệp. Thì hiện tại thì anh cũng đang làm quận 1. Thì nếu mà sắp tới mà có di chuyển thì cũng xung quanh ở miền Nam này thôi. Dạ. Nhưng mà sau này thì anh sẽ về Sài Gòn chắc chắn. Dạ. Là mình sẽ sinh sống và ở đây luôn. Chắc chắn rồi. Dạ rồi, em cảm ơn ạ. Về miền Bến Tre đi em, đẹp lắm. Em đã từng về đó. À từng về hả? Vâng. Vậy thì bữa nào về đi. Em muốn về luôn được không? Đi hỏi bên kia. Hỏi bên đây chứ đừng hỏi bên kia. Bên kia hỏi đâu tôi có tôi đi được liền luôn à. Rồi cho em có thể mời anh về Bến Tre nhỉ? Dạ nếu được thì về cùng em ạ. Chị gái cho em cho phép em về không? Bây giờ á, vâng. Vậy nè, bạn gái á, thí dụ như bây giờ mình đặt ra trường hợp đi, tụi mình đến với nhau, thì bạn gái có lên thành phố Hồ Chí Minh với em hay không? Và lên thành phố Hồ Chí Minh em có đủ lo cho vợ, cho con này kia không? Em đã chuẩn bị gì rồi cho hôn nhân mình rồi? Nói cho bạn gái biết đi. Thì thực tế thì hoàn cảnh gia đình của anh thì cũng không có khá giả gì lắm. Thì từ nhỏ thì anh sống với ông bà nội, là bố mẹ gửi anh cho ông bà nội, sống từ nhỏ tới năm 18 tuổi. Thì sau đó thì anh có làm việc ở Sài Gòn thời gian, thì anh qua Macau đó. Thì anh cũng có tích cóp được một phần nào đó, anh mua được một miếng đất nhỏ nhỏ. Còn về sự nghiệp thì anh đang nỗ lực, anh đang cố gắng hết mình. Chúc mừng em, có đất là có nhà. Mua nhà khó thì mua đất trước đi cho nó khỏe. Dạ. Giờ có vợ thôi xây nhà luôn, ổn chưa? Đó, dạ. Ta lập nghiệp ta tính trước rồi. Với cái công việc của bạn này chắc có lẽ là lương cũng khá đó chứ bây giờ ấy đâu nha. Bây giờ em có đồng ý lên thành phố Hồ Chí Minh hay không? Thí dụ như hai đứa tiến xa hơn hay là em phải bắt buộc về dưới? Dạ nếu mà tụi em có dự định tiến xa hơn nữa thì việc em lên thành phố là đó là điều dĩ nhiên rồi ạ. Đó. Ổn rồi ha. Còn chuyện còn lại của em tiến tới. Ấy, tiến tới nói chuyện với cô gái đó, nắm tay cô gái nói thì nắm hai tay luôn, cũng hơi rún nhưng mà dạ lên nắm tay cho tay. Cho phép anh nắm tay em để cảm nhận được không? À dạ được. Hai tay bắt, không phải bắt tay, nắm hai tay rồi hát cho cô ấy nghe bài đi rồi nói chuyện tiếp. À hát ở thì nhân chương trình đấy thì em xin hát tặng bạn gái và tặng gặp lại quý vị khán giả với hạt Người Tình Mùa Đông. Thì em hạt cũng có hay lắm đâu, vì giọng nói còn khó nghe nữa, nhưng mà mọi người cố gắng nha. Không nghĩ ai hát hay lắm nha.
Đường vào tim em ôi băng giá, trời mùa đông mây vẫn hay đi về, vẫn mưa, mưa rơi trên đường thầm thì vì đâu mưa em không đến. Đường vào tim em mây giăng kín, bàn chân anh trên lối đi không thành. Những đêm khuya mưa buồn một mình, có khi cho ta quên cuộc tình. Từng cơn mưa hát hiu bên ngoài sông thưa, lắm khi mưa làm cho ta nhớ mãi ngày qua. Nhớ con phố xưa vẫn âm thầm đợi chờ, nhớ đôi vai ngoan em sợ trời mưa gió. Từng ngày ta vẫn đưa em về qua phố, vẫn trên cao trời mưa lũ, vẫn tiếng buồn xưa. Ôi bàn tay ai đã dắt em chiều nay. Trời ơi, hát vậy mà kêu hát mình hay. Hay mà. Cô giáo ơi, mình đáp lại một bài, mình đáp lại một bài với nhà trai. À dạ, thì do em là giảng dạy bộ môn hóa học ha, nên là em sẽ dùng về bộ môn hóa để gửi đến anh. À, thì anh có biết anh và CH4 khác nhau chỗ nào không? Chắc anh cần em giúp đỡ. Dạ, CH4 thì người ta gọi là metan, còn anh thì mê em. Dạ thì đến đây thì em đã gửi đến chương trình và anh một vài câu hát ạ. Dạ, tại vì em cũng là không có hát hay, chỉ là thích nghe hát và nghe nhạc thôi ạ. Em gửi đến anh là chương trình bài hát, vài câu hát ha. Cho em một lần yêu. Dạ. Để em bình tĩnh nhớ lại bài. Tình nhé. Người bỗng đến bên em vào một hôm nắng say người, và rồi tay nắm tay nhưng từng quen muôn kiếp trước. Người nói với em bao lời im ái trên đời, để rồi như giấc mơ em quên. Dạ, em xin hết ạ. Wow. Và chúng tin chắc cả nhà mình karaoke nhiều lắm đây. Bây giờ mình giao lưu âm nhạc hết rồi, đứng đây. Dạ. Hai đứa nhìn thẳng mắt nhau, nhìn nhau 30 giây. Cảm nhận thế nào? Em thấy người đối diện thế nào? Em nói hết bằng cả cái tấm lòng của mình đi. Dạ thì lần đầu tiên thì cũng như là em đã chia sẻ là anh là một người rất là vui tính, dạ, sống tình cảm. Thực tế thì lúc đầu cái dự định của em là không có thích, không có quen bạn xa, dạ, không có yêu xa, tại vì em cũng đã đổ vỡ. Nhưng mà khi mà thấy anh chia sẻ là có thể sắp xếp được công việc, dạ, xuống thăm em thường xuyên, và có công việc ổn định, rồi đặc biệt là biết lo lắng về chăm sóc gia đình, thì em cảm nhận thì mình cũng nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu lẫn nhau ạ. Lâu lắm rồi anh vậy cầm tay mà nghe con gái. Thì anh cũng run, cảm thấy giờ cũng hồi hộp lắm. Thì như mọi người đều biết thì em cũng là một cô gái rất là tình cảm tuyệt vời. Thì sau chương trình này thì hy vọng anh sẽ gặp em thường xuyên ha. Dạ. Mời hai bạn về chỗ. Ngọt ngào, sâu lắng, tình cảm lãng mạn. Đưa tay đi chị hỗ trợ. Thôi các bạn bây giờ thì hai bạn để tay vào nút bấm. Bên tay trái kìa em trai. Sau chị... thời gian giao lưu với nhau, chúng ta nói chuyện với nhau, nhìn thẳng mắt nhau, cảm nhận về nhau, các bạn đã nói tất cả những gì mà còn suy nghĩ rồi. Bây giờ mình phải quyết định thôi. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta bấm ngay cái nút đó nếu chúng ta thấy thích. Còn nếu chúng ta thấy không thích, không cần bấm. Chị nghĩ là với những chia sẻ vừa rồi của hai bạn thì chắc hai bạn không cần phải suy nghĩ nữa đâu ha. Nên chị đếm sẽ rất nhanh thôi. 1, 2, 3. Hết thời gian.
Em không bấm. Trời đất, cái gì vậy? Khó hiểu. Ủa, quá vậy. Tại sao vậy em trai? Trước tiên thì anh cảm ơn em đã đến đây. À, sau đó thì anh cũng mình lại xin lỗi, lời xin lỗi tại em. Thì không biết nói sao, nhưng mà sau chương trình này thì anh vẫn muốn chúng ta có thể liên lạc với nhau, có thời gian tìm hiểu gì đó. Nhưng mà thì về cái chuyện tình cảm là cả đời, nên cho anh chút thời gian để suy nghĩ và tìm hiểu kỹ hơn. Thì mình có thể liên lạc với nhau hằng xíu, nên có thể trò chuyện. Em không bấm nút và lấy gì người ta cho em thời gian để mà tìm hiểu người ta? Thì có thể bắt đầu từ một tình bạn trước. Nãy nói thẳng thì... luôn rồi, không bấm cho rồi. Ờ, thế sao nãy lúc này em không nói thẳng với bạn gái? Em nói rất là nhiều những cái sự chia sẻ và cái sự mong muốn để mà có cái cơ hội để tìm hiểu nhau, rồi em không bấm nút. Thì sau chương trình này thì em và bạn cũng sẽ... Không, bạn đâu có thời gian và bạn cũng đâu có cơ hội, chỉ đến với chúng ta một lần thôi. Bây giờ tôi mới thấy đàn ông khó hiểu thiệt. Rất là khó hiểu luôn. Tôi là đàn ông, tôi còn chưa hiểu đàn ông nữa. Thì em cũng xin lỗi trước, vì nếu mà em bấm nút, nếu mà em không thể mà mang cho bạn hạnh phúc cả đời, thì thực ra là em làm giáng dở bạn. Thì mong em hiểu. Nhưng mà hy vọng là sau cái chương trình này thì chúng ta có thể trò chuyện, và có thể chứ nếu mà hiểu nhau hơn thì chúng ta sẽ có thể... Đúng, bạn trai suy nghĩ thế này, bạn trai á, là nếu mà bấm cho em, anh không đem lại hạnh phúc cho em thì anh sẽ không bấm. Điều này rất đúng. Không, đúng, nhưng lắm. Mà chỉ có mấy phút giây ngắn ngủi ở trên sân khấu thôi, thì làm sao biết được là sẽ mang hạnh phúc đến cho nhau đến cả đời. Người ta suy nghĩ như vậy là người ta không bấm là đúng. Nhưng con cái là nãy á, thay vì lúc mà giao lưu với nhau đó thì cũng nên gọi là đừng có bật đèn xanh cho người ta biết mình nhướng nhá, người ta tưởng là ở trên thiệt. Sân khấu này á, là chúng ta cho nhau cái cơ hội để tìm hiểu nhau, chứ không phải là cho nhau cái niềm tin rằng là sẽ hạnh phúc với nhau đến suốt cuộc đời. Bởi vì có hạnh phúc hay không thì các bạn phải có thời gian tìm hiểu nhau ở dưới sân khấu nữa. Nhưng bây giờ bạn không bấm nút thì người khác sẽ bấm nút, và sẽ rất là nhiều người theo dõi cái số phát sóng ngày hôm nay, và rất là nhiều người yêu mến cô gái này. Bạn không còn cơ hội đâu. Bây giờ để tôi phân tích nè, chàng trai suy nghĩ là đúng, chàng trai không bấm nút bởi vì chắc không đem hạnh phúc lại cho bạn gái là suy nghĩ đúng. Nhưng con cái là hồi nãy bạn cứ bật đèn xanh rồi tới lui rồi người ta bạn tưởng... nói quá trời nói luôn. Cô gái tưởng đâu là bạn sẽ bấm. Thật ra nãy nếu mà anh là con gái thì anh cũng tưởng là em bấm, nhưng cuối cùng em quay xe đó, cái đó là nó sự hiểu lầm thôi, hiểu không? Mình đôi khi mình không thương người ta, mình đừng có để người ta thương làm người ta tổn thương. Chứ sân khấu thì thích mới bấm, còn không thích thôi rồi thôi không thích thôi. Suy nghĩ của em là đúng. Đơn giản. Mình không em nhận người ta là mình không bấm thì thôi. Thôi. Chuyện nó dĩ lỡ rồi. Chị người ta lum la. Chuyện dĩ lỡ rồi. Các bạn dễ hoài. Không, thì em đã nói là em và bạn không còn cơ hội hay gì đâu. Thì bây giờ cái cảm xúc em cũng thực ra là chưa tròn vẹn lắm. Thì bây giờ nếu mà em cứ bấm thì thực ra là em cảm thấy có lỗi về bạn. Đúng. Rồi em thôi chị cho em một lời khuyên là ví dụ sau này em đến với một cái mối tình nào, hoặc là em muốn tìm hiểu một cô gái nào đó, em cảm thấy em chắc chắn là em muốn tìm hiểu người ta, thì em hãy nói với người ta rằng là anh muốn tìm hiểu em. Chứ còn nếu mà em chưa sẵn sàng về việc đó thì em cũng không nên nói với người ta quá nhiều. Vậy thôi nha. Nếu mà không được á thì mình bật đèn đỏ luôn. Đúng, mình nói là thôi anh cảm thấy người ta đi cái mình bật đèn đỏ bất ngờ, người ta té tội nghiệp người ta vậy. Không, em phạt chết em ơi.